Hello, em xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay mình sẽ làm một cái video bay flycam và quay lại toàn bộ cái khung cảnh của cái công trình mà mình đang làm đây. Hiện tại thì mình đang quay ra cho các bác xem. Đang đi vét rãnh mương anh em nhá. Mà hiện tại thì bây giờ cái rãnh mương này thì mình đã làm xong rồi, nhưng mà đây nó chỉ là một đoạn của một cái công trình hôm trước mình làm có rất là nhiều video. Thì bây giờ mình sẽ đi bay bao quanh, bao phủ toàn bộ hết cái khu này anh em nhé. Thì con máy xúc của mình đây nó đang bị để quay lại cho anh em xem nào. Nó đang bị bục tiêu. Đấy, thì bây giờ tranh thủ giờ trưa thì mình sẽ đi ra để mình làm cái tranh thủ cái giờ trưa mình đi ra để mình bay flycam về cho anh em xem. Đấy, bây giờ mình sẽ quay lại nhá. Bây giờ mình sẽ đứng từ đây và bay đi theo cái đường mương này nhá anh em nhá. Bay theo đây đi qua nhá. Thì ở đằng phía đằng này thì mình làm cũng khá là nhiều rồi. Thì bây giờ mình sẽ bay đi và mình quay lại hết toàn bộ cái quá trình mà mình làm cho anh em xem. Còn mình thì vẫn đứng đây anh em nhá. Ok. Thì bây giờ mình sẽ cho máy bay bay đi này. Đấy. Đi vào giữa mương anh em nhá. Đó. Đây cái chỗ này đó là đến cái hố cột điện này. Lúc trước thì mình cũng có làm cái video để cho anh em xem đấy. Đến chỗ này thì là cái hố cột điện của người ta thì mình sẽ tránh nó ra. Đấy, mình nắn cái đây quay ngang sang anh em xem này. Lên một tí đi. Đó. Đó, cái đoạn này là cái hố cột điện của người ta. Và bây giờ là người ta chưa lấp lại, nó có một cái đống đất vàng vàng đây này. Cái chỗ đống đất này thì bây giờ mình sẽ để lại. Đó, mình để lại để sau này khi mà người ta lấp đất vào cái hố cột điện này thì bắt đầu là mình sẽ người ta sẽ nắn lại giả mình cái mương, rồi mình không làm cong ở đây nữa. Ok, tiếp tục đi vào phía bên trong nha anh em nhá. Đấy, đi vào đây nó hơi có cây một tí, hơi khuất thì mình sẽ bay nó hơi ra ngoài một chút anh em nhá. Đó, chỗ này thì nó hơi cong queo một chút này, bởi vì là mình sẽ ăn theo thế đồi. Đấy, anh em nhìn thấy cái thế đồi của nó hơi bị gọi là cong cong đấy, mình thì ăn theo chỗ đó thì nó sẽ đỡ mất cái diện tích ở trong ruộng. Đó, ra đến chỗ này thì mình nâng cao lên một chút nhá. Đấy, những cái này là toàn bộ ở trong này nó có nước rồi anh em nhá, nước nó là nước mạch của cái đất ấy. Cái đất này là đất sỏi ong, nhìn thì rất là nhiều bùn nhưng mà thực ra là không có bùn nhiều. Đấy, chỗ này thì là mình cũng ăn theo thế đồi hết anh em nhé, nó hơi cong cong một chút. Đó. Đấy, ra chỗ này nó có cây thì mình bay nó ra ngoài một chút này. Ủa, có con cò. Con cò nó thấy cái máy bay của mình nó sợ nó bay. Đây, mình đến chỗ này là mình cũng có video này. Chỗ này có dây điện anh em ạ. Chỗ này có dây điện thì mình sẽ bay thấp thôi. Đó, tiến lên một chút này. Tí ra lại vào dây điện đi thì máy bay lại rụng nhị xuống đấy. Đó. Cái này thì mình đã đào mà đã có video rồi anh em nhá. Đấy. Đấy nhá. Cái đường này thì là ăn theo thế bờ ruộng. Thì cái bờ ruộng của nó sẽ cong như thế nào thì mình sẽ ăn theo như chỗ đó nhá. Như chỗ này là nó đang bị lở này. Chắc là do cái bùn nó lỏng quá. Ok. Mình sẽ tiếp tục mình đi tiếp đến đoạn này nhá. Cái đoạn này thì lại hơi cua này. Đoạn này hơi cua một chút. Thì mình nắn đúng theo thế bờ nha anh em nhá. Đó. Đấy, đi vòng ra đến cái đầu này thì nó theo cái thế của cái bờ đất này thì mình sẽ đi theo luôn. Đó, đoạn này cũng cua này. Cua thì mình sẽ phải ăn theo cua. Đúng. Anh em thấy không? Đó, cua như này nhá. Chỗ này nó hơi có dây điện một chút thì mình phải nhấc nó lên cao một chút anh em thông cảm. Đó. Đi ra tiếp cái đường góc này nhá. Đấy, chỗ này là cái chỗ nước thải nó đang đi đây rồi. Quay ra cái chỗ này cho anh em xem. Nước thải nó đang chảy ở đâu đầu này thì là cái từ cái đầu này chảy về đằng chỗ mình là nó vẫn chảy về nha anh em nhá. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đi theo cái mương này, hôm trước mình cũng là vét này. Mương này thì là cũng khá là nhiều cái nước thải nước bẩn nó đã đang ấy ở đây rồi. Đó. Anh em thấy không, cái đường cái vệt này là cái vệt mà ngày trước mình có đi máy qua và để đi về bên kia để mình để máy ở đó đó các bác. Đây, mình quay ra cái chỗ mình đang đứng cho anh em xem này, đó. Tít ở đằng xa xa này. Đấy. Anh em thấy cái áo xanh xanh kia chưa? Đấy, lên tí nữa nhá. Đó.
Đó. Đây, mình ở tít đằng này cho anh em nhá. Đây là nhân 4x. Ok, mình sẽ cho nó nhỏ lại. Đấy. Quay về cái chỗ mình đang cần bay đây. Hạ thấp chiều cao xuống, đi tiếp anh em nhá. Chỗ này thì mình sẽ nắn thẳng theo cái thế mương. Cái này thì sau này nó sẽ có bờ ruộng ở cái bờ đường ở phía bên cạnh kia cơ. Đây là một hố cột điện này. Đấy, quay xuống cái chỗ này cho anh em xem. Đây là hố cột điện anh em nhá. Cái hố này thì nó người ta đã đổ đáy rồi. Đây, đi tiến lên tí nữa cho anh em xem này. Đó, nó đã có đáy bê tông rồi anh em nhá. Đây, cái này nó đã có đáy bê tông rồi, mình chỉ cần sau này người ta cho cây cột vào nữa là người ta dựng lên thành thôi. Ok, sang ngang cái đường mương này. Đấy, cái này thì là bây giờ nước nó đi rồi thì trông nó cũng khá là sạch rồi. Đấy, cái đường ở phía bên cạnh kia là mình cũng đã làm rồi. Đã ấy rồi, lát nữa thì sẽ bay cho anh em xem. Đấy, anh em thấy cái đường mình làm đây nó có ổn không? Mới bay flycam cho nên anh em thông cảm, nó còn đang rất là giật. Đấy, ra đến nước ngoài này cũng có một hố cột điện này anh em nhé. Đó, cũng có một hố cột điện. Đấy, hạ thấp độ cao rồi. Đây có một hố cột điện cũng đã đổ bê tông rồi. Đó, cái bờ này là cái bờ mà hôm trước mình có đắp đây. Đấy, anh em thấy không? Nó đang nước nó đang chảy đi đấy. Cái này là vét bùn thôi, ở phía dưới đây là vét bùn. Đó. Ở phía này là nó có dây điện anh em ạ, mình phải hạ thấp độ cao. Có một cái đường dây điện đi qua đó, tí nữa là ăn vào dây điện đi thì. Đây này, cái dây điện đây này. Đó. Đi thẳng theo mương nhá. Hạ thấp xuống một chút. Chỗ này thì mình vét bùn thôi cho nên mình không phải đắp, không phải gì cả. Đó. Đó. Đấy, tít xuống tít dưới anh em nhá. Bây giờ mình sẽ quay lên cái chỗ mà mình cái bờ sáng nay video trước mình có đắp này. Đây. Quay lại tổng thể cho anh em xem. Chỗ này thì nó cũng có dây điện. Đấy. Có những chỗ thì nó cong, có những chỗ thì nó gọi là theo thế bờ ruộng ấy anh em. Đấy, mình sẽ hạ thấp như này để đi bay nó khỏi mắc vào dây điện nhá. Đấy, mình sẽ đi lên dần lên. Đó. Cái đất này thì nó là đất khô, đầu này thì là đất khô anh em ạ. Đấy, đầu này nó là đất khô nhá. Đấy, đi lên đây là nó cua này. Chỗ này hơi có dây điện này, đi thấp xuống một chút. Đó. Đây là gần bằng mặt đất rồi đấy. Cái chỗ này thì nó có một cái ngày trước nó có một cái dòng nước ở trên đây này, anh em nhìn thấy cái nước cái cỏ nó chết chết kìa không? Đó là cái nước nó bị chết rồi anh em. À không phải chết mà cái nước nó bị đó, cái chỗ đó. Nước nó đọng lại nhiều, cỏ kia nó không mọc được. Đấy. Ok, thì chỗ này là nó bờ nó hơi to hơn một chút. Đấy, đi lên về trên nha anh em nhé. Đánh võng quá nhỉ. Lên một tí. Đấy. Bờ đi toàn bộ cái chỗ mình đắp đây. Đấy, lên đến trên này thì có như là nó cũng đã ok này. Đấy, ra đây là cái bờ cũ này. Đấy, anh em thấy không? Nó cũng khá là tương đối thôi. Là mình sẽ bay về chỗ mình nhỉ. Và chào anh em. Đây là toàn bộ cái công trình của mình. Úi giời. Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng các bạn. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Thì video sau mình sẽ quay thật là nhiều video để cùng làm về cái công việc của mình. Đấy, hẹn gặp lại mọi người những cái video sau nhá. Ok, chào tạm biệt.